Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của trạm Webtoon. Hôm nay chúng mình sẽ cùng đón xem chương 18 của bộ Đại Thánh Tiên Du Ký. Các bạn nhớ ấn like và chia sẻ cho trạm để trạm có thể ra nhiều video hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên ấn like và chia sẻ cho trạm nhé. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo.